Hai cái đam mê câu cá, chào các bạn nha. Hôm nay tiếp tục đi câu nha các bạn. Hôm nay tiếp tục câu hồ sơ mui, vẫn là câu cá mè nha các bạn. Câu cá mè bằng bài mồi khoai lang hũ chua. Đây, bài mồi khoai lang hũ chua nha các bạn. Giờ này chắc cũng tầm 5 giờ rưỡi các bạn. Bữa nay đi hơi trễ, bữa nay làm hơi trễ các bạn. Ok nha các bạn, nếu có cá mình sẽ view cho các bạn xem. Chiều cá các bạn. Ngồi từ chiều giờ, đợi từ chiều giờ luôn á. Giờ này cũng gần 7 giờ mới được con đầu tiên các bạn. Con này nặng á, coi chừng nó lôi hai bao phao á. Bờ đá nó khó đi lắm. Đó, đi lục cục vậy các bạn. Ờ đi không cẩn thận là té, không giỡn luôn. Đó, lôi lên rồi kìa. Nó vô lên tới các bạn. Con này cũng bự bự á. Chờ từ chiều giờ mới thấy mắc phao. Ơi, đừng nhảy quá, nhảy quá, nhảy quá. Cá bữa nay hơi mạnh nè. Rồi, dở lên luôn đi. Rồi, móc mang cho anh chắc ăn. Rồi, ok, con đầu tiên á các bạn. Con này cỡ hơn ký các bạn ơi. Rồi, ok, mình nếu có cá mình sẽ view tiếp các bạn xem. Lên cá tiếp tục nha các bạn. Ngồi nãy giờ mới được con thứ hai nha các bạn. Thằng á coi chừng nó lái qua bên cây bên đây đi, để nó chạy qua cái phao bên kia á. Sao rồi, nặng không? Nặng hả? Nặng gì được rồi. Thấy không? Tao nói lái luôn rồi. Mập thu thu cái cây kia giùm em luôn mập. Cái cây đen thu lẹ lẹ vô đi anh. Để nó dưới cục chì á, thu nhanh nhanh vô. Đó, kẹp đại vô thu nhanh lên. Thu mạnh lên. Ừ. Quay mạnh lên, quay nhanh nhanh đi. Ừ, nó vậy đó. Cho nó lên cục chì, để nó dưới hai cục chì neo dưới là mắc con cá luôn á. Nãy giờ lên đường con rồi các bạn ơi, mình cũng dướng rồi. Dướng luôn cái cây kia, giờ phải hai người luôn rồi nè. Giờ phải hai người thu lên lượt luôn. Cứ quay vô đi, cứ quay từ từ thôi, cho con cá vô trước rồi đó. Rồi. Rồi phao mập vô á, vô luôn rồi. Rồi. Ờ. Cán ra luôn rồi. Cũng đỡ. Công vô cũng rối. Cá vô tới luôn nha các bạn. Ờ cá này cũng bự á. Cá này nhảy trên mặt nước luôn các bạn ơi. À hai, cũng mè bò nó nghe các bạn. Con này chừng ký rưỡi à. Giờ này lên con ký rưỡi là cũng ngon rồi. Chiều giờ được hai con các bạn ơi. Bữa nay cá cũng ăn đó, nhưng mà nó chắc tối nay ăn hơi trễ. Rồi, ok nha các bạn. Nếu có cá mình sẽ view tiếp cho các bạn xem. Ok. Lên cá tiếp tục nha các bạn. Lên thêm một con nữa các bạn ơi. Lên con thứ ba. Ngồi chơi chơi nói à, bữa nay đi ba anh em mà kiếm ba con ba anh em mà nấu canh chua. Sao nặng không? Nặng hả? Nặng được rồi, nặng là có bò nữa rồi. Cũng cái cần mới ăn nãy các bạn. Ngay cái cần mới ăn luôn. Ê bự rồi các bạn ơi, con này nó gị ra quá rồi. Xả ra chút đi. Ê vậy, con này nó lôi các bạn ơi, con này chắc cũng tầm hai hàng hai trên các bạn. Lôi gai không à, vô gần tới vậy nhẹ thôi, được có kéo mạnh quá, kéo từ ngoài vô là cái mép nó rộng rồi. Đây, cá vô các bạn. Đây, con này cũng không to mấy mà nó hơi mạnh thôi, con này cũng tầm cỡ ký gửi các bạn ơi. Đây, lên luôn.
Ok nha các bạn, cỡ ký gửi các bạn ơi. Ok, nếu có cá mình sẽ view tiếp cho các bạn xem. Đây, bữa nay đi thêm ông anh này nữa nha các bạn. Bữa nay đi ba anh em. Tiếp nha các bạn. Đào lên con thứ tư các bạn ơi. Mới vừa lên một con xong giờ lên tiếp tục các bạn. Rồi, thấy hai cần này đều ăn, mới vừa ăn xong luôn. Cũng ngay hai cần này nữa. Sao nặng không? Nặng nữa hả? Nặng nữa thì được rồi. Rồi đêm hôm qua thì cũng được 4 con các bạn. Này con này cũng được 4 con luôn. Giờ này chắc cũng gần 8 rưỡi các bạn. Cũng còn một chút nữa về chứ. Mai làm sớm. Mình làm thì 4 giờ rưỡi mình làm rồi, 4 giờ mình làm rồi. Tối chiều đi câu thì kiếm mấy clip gửi cho anh em xem thôi. Mấy anh em cùng chung đam mê coi nó có cảm giác. Nhiều anh em cũng không có thời gian đi câu thì quay cho mấy anh em xem. Con này bự các bạn, con này chắc cũng hơn 2 kg à, chứ không nhỏ đâu. Mạnh lắm. Tối nay cá con nào cũng mạnh hết. Tối nay con nào cũng mạnh các bạn ơi. Dễ dữ lắm. Không chịu yên một chỗ luôn. Đây. Mang tiếp tục. Ok. Con này có 2 kg nha các bạn. Ok nha các bạn. Mình cũng chuẩn bị về luôn rồi. Giờ này cũng 8 giờ mấy rồi. Mai làm sớm nữa các bạn ơi. Chiều rảnh đi kiếm mấy clip cho anh em xem. Ok nha các bạn. Và đây là thành quả của ngày hôm nay các bạn. Thành quả của bài mồi khoai lang ngũ chua. Hôm nay được 4 con nha các bạn. 4 con bự bự không các bạn ơi. 4 con này chắc cũng cỡ 7 kg á. Cái này bữa nay ngon hơn hôm qua các bạn. Ok nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh để chia sẻ nhiều người cùng xem nha các bạn. Ok. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Chào các bạn nha.